Thành Nguyên chào chị ha. Chị chào em. Mới bước vào là Thành Nguyên thấy các chị mặc một cái áo dài rất là đẹp luôn, rất là rực rỡ. Thành Nguyên rất là thích khi mà các chị, đặc biệt là các chị có một cái trang phục mà nó chỉnh chu mà khi mà mình đi tìm ý đúng nhân á. Cái thứ nhất là mình làm đẹp cho mình trước đã. Cái thứ hai nữa là mình sẽ lấy được cái thiện cảm trong mắt đối phương. Cho nên là những cái điều này Thành Nguyên cũng muốn gửi đến cái thông điệp đến cho các anh, đến cho các chị. Khi mà chúng ta mà lên ghi hình phỏng vấn á, thì chúng ta nên để ý về cái ngoại hình của mình chút xíu, nên chỉnh chu xíu, hai chị ha. Dạ, Bởi cảm vì ơn cái clip em. này á, thì không phải là mỗi mình hai chị em mình xem đâu, mà sau ngày hôm nay á, là cả thế giới xem. Ở đâu có người Việt, ở đâu mà có biết đến cái chương trình kết nối tình duyên này là người ta sẽ xem. Đấy, cho nên nó rất là quan trọng. Bây giờ chị gửi lời chào đến cho khán giả vài điều rồi chị em mình bắt đầu hát chị hát. Dạ, chị chào em Thành Quyên. Chúc em thật nhiều sức khỏe, mọi việc đều vạn sự như ý. Chào cộng đồng mạng, anh chị em trong nước và ngoài nước, thật nhiều sức khỏe, mọi việc đều vạn sự như ý. Cảm ơn chị rất nhiều. Ngày hôm nay chị đến từ đâu ạ? Chị ở Cần Thơ, quận Ninh Kiều, Ninh Kiều, Cần Thơ đây à? Cần Thơ gần bến Ninh Kiều luôn. Vậy đấy hả? Ôi giời ơi, cho nên là ta nói gái Ninh Kiều, nhất là gái Cần Thơ nói chung ấy, rất là dễ thương quý vị ạ. Đó là lý do mà vì sao có câu là cái gì? Cần Thơ gạo trắng nước trong ấy, ai đi đến đó lòng không muốn về đấy. Đấy thì Cảm ơn em. các anh mà có một lần nào đó mà đi về Cần Thơ mà gặp Thành Nguyên ấy thì các anh sẽ thấy điều đó. Ngoài ra nữa thì Cần Thơ của chúng ta cũng có những cái điểm du lịch cũng rất là nổi tiếng hay chị ha. Đúng rồi em. Trong cũng như ngoài nước ai cũng khi mà đi về miền Tây thì cũng sẽ đi về đây một lần để mà tham quan. Rồi bây giờ chị giới thiệu về bản thân cũng như là Chị tình trạng hôn nhân cho em nghe ha. tên Phan Thị Nhạn, chị sinh 1973. Chị Phan Thị Nhàn, Chị sinh 1973. 1973 ha. Tình trạng hôn nhân của chị Nhàn là như nào? Chị thì ly hôn năm 90 mấy đó, thì năm nay là cũng 26 năm rồi. 26 năm. 26 năm rồi. Chị đông con không? Chị có một bé trai, năm nay cũng ba mấy tuổi, mà chị cũng cưới vợ cho nó rồi, cũng có vợ rồi. Rồi bây giờ chị có ở cùng với ai không? Không, chị chỉ ở với con chị thôi. Vậy đó ha. Cái người sau đó ha. Công việc chính của chị Nhàn là chị đang làm gì? Chị là từ lúc dịch tới giờ, vừa qua dịch tới giờ thì chị về Việt Nam là chị chưa có làm gì hết. Tại vì lúc đó thì chị về thì mẹ chị bệnh nặng, cho nên là cũng lo với anh em của chị để mà chung tay để lo cho mẹ. Xong rồi mẹ chị mất thì tới giờ thì chị cũng chưa có đi làm. Trước đó là chị ở đâu? Chị nói chung là hồi trước đó chị thôi chồng ra thì chị ở đây, cũng làm, nói chung là cũng gian nan cực khổ lắm. Đi làm ở nhà hàng cũng có, rồi mở quán ăn cũng có. Rồi xong rồi cái năm chị ba mấy tuổi thì chị nghĩ nếu như con chị lớn rồi mà chị làm vậy thì sau này mình đâu có cái khả năng để mình lo cưới vợ cho con. Cho nên là chị cũng có đi qua bên Malaysia. Chị ở bển, nói chung mình đi lao động thôi em. Đi qua bển chị ở cũng mười mấy năm. Thì hồi lúc qua dịch này là chị về là tại mẹ chị bệnh đó, cho nên là chị về đây rồi để lo cho mẹ thôi. Rồi nói chung thì cái chuyện đó là con cái thì ai cũng phải có trách nhiệm hay chị ha. Ít nhiều mình sẽ phải có trách nhiệm. Rồi sau khi mà có trách nhiệm đó rồi thì mình thấy cái điều kiện mà nó như nào đó thì mình cứ từ từ rồi mình tính thôi. Đúng rồi. Bởi vì nói vậy chứ mà trong cái công ăn việc làm đó cũng phải tính toán kỹ á. Chứ vào cái thời điểm này nhiều khi kinh tế nó đang suy thoái, mọi thứ nó đang chậm mà mình bỏ tiền bạc ra mà tính toán không kỹ cái là nhiều khi cũng đưa rắc rối vào người đấy.
Vâng, ngày hôm nay thì Thành Nguyên ghi nhận cái tâm tư của chị Phan Thị Nhạn đến từ Ninh Kiều, Cần Thơ. Với sự nghiêm túc của mình thì Thành Nguyên cũng chúc cho chị Nhạn thật là nhiều may mắn, thành công trên cái hành trình đi tìm ý trung nhân của mình hả chị ha. Khi mà chị Nhạn đến gặp Thành Nguyên thì chắc là các con cũng như người thân vẫn biết và ủng hộ hết chị. Ủng hộ em, tại vì chị cũng mình đã lo cho con mình đầy đủ rồi, xong hết rồi, thì bây giờ chị cũng nghĩ lại là cái bản thân của mình để mình kiếm một người bầu bạn với mình để hết cái quãng đời lại, thì có bạn này cho nó vui, chứ đôi khi cũng cũng buồn, tại vì chị cũng đi lao động ở xa thì cũng một thân một mình thôi đó, thì chị nghĩ đáng lẽ là chị cũng đi nữa rồi, nhưng mà cũng hơi trục trặc thì tại vì chị đã mấy năm thì chị về thì chị cũng có đặt cái bài chị đi đi lại Malaysia nữa, thì mẹ chị nói chung là chở bệnh hoài vì cái chỗ đó, chị thấy là phải ở lại để nhiều khi một ngày nào mẹ mình có cái gì thì mình không có bên cạnh thì mình hối hận lắm. Rồi, ok thì Thành Nguyên cứ nắm cái thông tin của chị như vậy để cho các anh hiểu rõ hơn. Thì ngày hôm nay chị Phan Thị Nhàn chỉ mong muốn bày tỏ tình mảnh ghép của mình như nào thì chia sẻ thêm cho em nghe hát. Thì cũng đơn giản thôi em, ví dụ kiếm là cái anh nào mà chung là công việc làm ổn định thì lo cho bản thân rồi cũng như là biết có cái tâm đạo đức chút xíu là được rồi. Chút xíu thế hả? Còn về tuổi tác thì sao chị? Tuổi thì từ chị trở lên chứ đừng có nhỏ hơn chị. Bằng gì trở lên ha? À, bằng chị trở lên. Về ngoại hình, về công việc, về điều kiện thì sao? Dễ nhìn chút là được rồi. Cái đó là cũng không có quan trọng. Miễn là hợp với nhau, tánh tình là được. Rồi về vùng miền chị quan trọng như nào không? Gần ở đây cũng được em. Tại vì xa quá thì sợ nhiều khi chị không có đi đi xa được. Là khu vực miền Tây Nam Bộ thôi À, đúng miền không? Tây Nam Bộ mình thôi. Còn sau này mà kết hôn thành công thì chị tính hướng tương lai như anh chị như nào? Ở đâu cũng được, ở ở đây cũng được, hoặc ở bên cái anh đó cũng được, nếu như mà chỗ nào làm ăn thuận tiện được thì mình làm. Điều kiện bên nào tốt đó thì mình cứ tính Đúng toán rồi. hai chị ha. Điểm mạnh và điểm yếu của chị chia sẻ thêm cho em nghe nào. Điểm mạnh của chị thì cũng chịu đựng giỏi lắm. Vậy đó. Những cái gì mình giúp người ta mà mình có cái gì đó thì mình cũng dễ chịu đựng được lắm. Còn cái điểm yếu của chị thì dễ xúc động, tại vì nhiều khi mình thấy những cái gì, cái hoàn cảnh khó khăn hay là như thế nào đó, hay là chị dễ xúc động lắm. Đôi khi chị đi ngoài đường mà chị thấy có một cái chiếc xe mà đi ngang mà gọi là tuổi đời đã hết đó, thì đôi khi tự nhiên chị cũng khóc nữa. À, cái như là chị dễ xúc động cái đó. Vâng. Thì những người như chị là Thành Nguyên thấy chị sống khá là nội tâm đó, mà thường những người sống nội tâm là cũng khổ lắm. Đúng rồi em, Thiệt mà, đúng rồi. người nào mà cá tính người ta mạnh mẽ người ta còn đỡ. Chung là chị cũng hay giúp đỡ người. À, lúc kia ở bên Mã Lai cũng vậy, thì có một cái em đó, cái người là chắc ở vùng ngoài cũng qua bển, thì nói chung là tiếng tâm cũng không biết, thì đi làm thì cũng làm không được, tại vì đâu có nghĩ là đi nước ngoài mà nó dễ đâu em, rồi muốn về nước thì cũng không có tiền về, thành ra nó cũng hơi khó khăn, vì chỗ đó chị cũng giúp đỡ. Nói chung là chị cũng không có khả năng mà để chị lo hết một cái đường tiền mà đã cho em đó về, cũng là xin những cái người nào mà chủ của chị đó rồi quyên góp để cho em đó về nước, chị cũng giúp đỡ người. Và ở đây cũng vậy, nhiều khi chị thấy em có đi từ thiện mà cho phát đồ ăn ở cơ sở hai đó, ông bú đó, thì chị cũng có hay từ thiện ở đó, Vậy đôi khi mấy chị em cũng nói chung mình có khả năng nhiêu thì mình giúp nhiêu. Thì em nghĩ đi, người ta đi nuôi gia đình khó khăn thì mua một hộp cơm thì cũng mấy chục ngàn, Đúng rồi. vì cái chỗ đó mà mình chị em mình có khả năng bao nhiêu thì mình giúp bao nhiêu. Của ít lòng nhiều chị. Dạ đúng rồi.
Rồi, ok. Thì nói về tính cách của chị ấy, thì Thanh Nguyên thấy chị cũng khá là nhẹ nhàng, sống tình cảm. Và Thanh Nguyên cũng hy vọng rằng, mong muốn rằng các anh sau này mà đến với các chị ấy, thì chúng ta dành thời gian cho nhau cũng như là sự quan tâm cho nhau nhiều hơn. Bởi vì khi mà đến chương trình của Thanh Nguyên ấy, thì đa phần ai cũng ít nhất là một lần tổn thương và đổ vỡ, đúng không ạ? Ai cũng có những cái nỗi niềm. Thì Thành Nguyên nghĩ rằng là những người mà đến sau đó thì chúng ta cố gắng bù đắp thêm cho đối phương cái khoảng thời gian trước đó đã bị thiếu hụt, bù đắp nhiều hơn nữa, và cùng nhau chia sẻ và gạt bỏ hết những quá khứ đi, ha chị ha. Chúng ta nhìn về hiện tại và tương lai rồi mình bước tiếp, đó là cái điều mà Thành Nguyên luôn luôn hy vọng và mong mỏi. Đó, còn về cái phần mà về tìm hiểu đấy thì Thành Nguyên cũng nói thêm về vấn đề này. Thành Nguyên chỉ là cái người bắc nhịp cầu lúc ban đầu thôi. Sau này các anh các chị mà tìm hiểu với nhau đó thì chúng ta cố gắng dành thời gian nhiều hơn để chúng ta tìm hiểu. Bởi vì Thành Nguyên thì Thành Nguyên chắc chắn là không thể nào biết được là ai là người thật lòng, ai không thật lòng rồi. Chỉ có các anh các chị là người trong cuộc thì mình dành thời gian ra mình tìm hiểu nó như nào. Nếu mà thành công thì cho Thành Nguyên hay. Còn nếu không thành công thì cứ gọi lại cho Thành Nguyên. Thành Nguyên sẽ lại tìm người khác cho mình. Vâng, thì có đôi điều Thành Nguyên muốn nhắn gửi như vậy thôi. Còn cái duyên, cái nợ thì cũng khó nói. Đúng rồi em. Đôi khi mình thấy đó nhưng mà chưa chắc đã phải. Đúng không ạ? Thôi thì cứ từ từ thong thả rồi mình tìm thấy chị. Nếu như mà có anh nào đó mà chưa lên kênh mà thấy chị Phan Thị Nhạn mà dễ thương mà muốn kết nối thì cứ đến gặp Thành Nguyên, Thành Nguyên sẽ bắt nhịp cầu. Còn nếu không, chị thấy anh nào đó trên kênh của Thành Nguyên mà chị thấy dễ mến muốn kết nối thì Thành Nguyên sẽ gửi số qua. Rồi thì Thành Nguyên cũng như hỏi những cái ý chính như vậy thôi. Còn sau này thì mọi sự do duyên của các anh các chị ha. Không biết là có điều gì đó Thành Nguyên chưa hỏi mà chị Nhạn muốn chia sẻ thêm về bản thân nữa thì chị cứ chia sẻ cho Thành Nguyên nghe nhé. Vậy nghĩ chắc vậy cũng được rồi. Ok. Thế rồi cuối chương trình chị Phan Thị Nhạn có điều gì đó muốn nhắn gửi đến cho các anh vài điều cũng như là quý khán giả đang xem chương trình của hai chị em mình không? Và chị cũng chúc cho anh chị em ở trên cộng đồng mạng, nếu như là mình có muốn kết nối thì một người bạn sau này để chăm sóc lo lắng thì đùm bọc với nhau thì lên kênh của em để mà đăng ký rồi tìm hiểu thêm. Chị cũng chúc cho anh chị em trên cộng đồng mạng nhiều sức khỏe. Cảm ơn rất nhiều. Rồi cuối chương trình thì Thành Nguyên cũng chúc cho chị Nhạn thật là nhiều may mắn thành công cũng như là sớm được ý trung nhân mình hồi đáp lại sớm chị ha. Cảm ơn em. Chúc chị trên đường về vạn sự bình an. Chị cảm ơn em. Chào chị.